Quốc Khánh, Lulu. Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Quán ăn hạnh phúc. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày ra mắt. Tại vì mình quay cũng lâu lắm rồi nhưng mà anh chưa ra mắt. Thường thường ra mắt là em biết là cái việc là chúng ta phải gặp phụ huynh nhau rồi đúng không? Hôm nay là anh sẽ cho em gặp má của anh. Mà không những là một người mẹ đâu, mà là hai người mẹ lận. Thiệt, hai người mẹ của anh. Nghiêm túc, đó là hai người mà anh đã từng đóng vai con của họ rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, xin mời quý vị hãy chào đón hai người mẹ bí ẩn của tôi ngày hôm nay. Xin mời. Mẹ chào con. Trời ơi. Mời mẹ ngồi. Xin mời. Phi Phụng và Phương Dung hôm nay đến đây để quay chương trình là Quán ăn hạnh phúc. Xin chào cả nhà. Xin chào. Thôi mình ăn ha. Để đi con. Ăn cái gì? Nói chung là má cũng đói lắm mà ăn cái gì con? Dạ hôm nay là mình ăn hải sản. Wow. Hôm nay là mình tới là thế giới của cua. Ồ, cua à? Dạ. Mày ghét cua. Mày ghét cua. Má thấy là má ghét, má sao không? Ăn cua đó là má cái tật má ngộ lắm. Không phải là má nhõng nhẽo, không phải má là tiểu thư. Mà ăn cua là phải có người đứng bên bẻ cái càng, bẻ cái quẹt, đưa cái thịt cho má. Cái ăn mà bắt phải người này, bẻ cái càng, bẻ cái cua. Tại vì ăn cua nó dơ, với nó cứng rồi cắn, nhiều khi gãy răng hết nó đẹp sao. Không má, để đây là tụi con sẽ bẻ phụng má. Hai má, dạ. Còn không, con đem ra món cua lột đó con, để cho má phụng ăn. Đúng rồi, con sẽ kêu cua lột. Đúng rồi, chính xác, con là con của má rồi. Má Dung là chùm ăn hải sản đúng không má? Má chùm nhưng mà má cũng không thích ăn cua. Thì cũng ý của bác Phụng nhưng mà tại vì bà nói rồi thành là má im. Ăn rồi mẻ rồi cực lắm con. Nói dở vậy thôi chứ ăn thì cũng được. Nhưng mà sợ là nó son rồi nó lem á, thành ra thôi lát con cứ bẻ đi nha. Sao sợ nhiều quá quý vị ơi. Sao ăn uống mà sợ nhiều áp quá. Lực không có. Áp lực quá, ăn uống mà áp lực. Để con xíu nữa con mẻ cho má. Dạ. Đúng rồi. Hôm nay là một số rất là áp lực với lại con. Dạ. Ai biểu con mời má tới. Nếu con thấy khó quá tao để hai má về. Trời ơi. Hai má biết không, bình thường là khách mời tới đây là người ta phải có thử thách xong rồi tụi con mới cho ăn. Nhưng mà hôm nay má là ngoài một cái tiền lệ khác rồi, một cái đẳng cấp mới rồi. Con không dám làm như vậy. Ê không được con. Dạ. Mọi người này bình đẳng. Chương trình hồi nào tới giờ có thử thách thì hai má phải thử thách chứ. Ủa ý là con nói là hai má già là thử thách không được. Không phải. Con không dám thử thách hai má. Đó. Hôm nay hai má tới đây là thử thách của con. Dạ. Nhưng mà phải thử thách nghe má mẹ. Thử thách mới mới ăn ngon đó. Thôi giờ lát mình thử thách ngược lại nó. Rồi. Ủa, thử thách gì? Má biết đâu. Dạ thôi, không làm mất thời gian của hai má với quý vị nữa. Đem cua lên đây tôi bẻ hết. Ta-da. Khoan. Dạ, ủa, má. Con nãy con mới nói ăn gì? Cua. Rồi này là cái gì? Cái đồ kẹp cua. Con cua nó nằm đâu? Con cua nó nằm đâu để tôi kẹp nó coi. Xé ra rồi nè. Xé ra rồi hả? Trời ơi. Ủa mà vậy xé rồi lấy này làm gì? Dạ, mình để đó mình trang trí đồ á má. Không, đâu có đâu. Trời, sao con? Mời má tới đây là phải có món cua thiệt chứ. Thì cua thiệt. Nhưng mà còn một đợt ăn nữa, cái này mình chỉ ăn sương sương thôi. Ở bên đó sẽ có mì efuto, một số XO, có salad romaine, có cơm chiên càng cua sốt XO. Khoan, xí cho hỏi XO là gì con? Đây, đó. Con cầm lên, con biết thế nào má cũng thắc mắc. Nè, đây con cầm riêng cho má một cái chén sốt XO lên. Để làm chi à? Để má ăn mà má thấy cảm thấy là thiếu cái vị, má có thể cho thêm để ăn. Bây giờ mình ăn khai vị trước. Ở đây chúng ta có món cơm, cua và mì tôm. Thôi chúng ta đến quán cua thì chúng ta ăn tôm trước đi. Dạ. Hay vậy con. Mình ăn trước
mình ăn trước mình khai vị chứ cua mình để đó. Dạ. Con múc cho má phải không? Dạ. Tôm mới biết ăn. Khách tới là con sẽ mời má trước nha. Má dùng bằng sang không? Ăn xíu vậy thôi đó. Tại vì con gấp ít chứ cơ phải má gấp đâu. Con tưởng má muốn sang. Thôi lịch sự mà con khiến cái mặt má rất là buồn. Vậy con múc cho má thì má múc cho con. Buồn thấy rõ. Trời ơi, một vinh hạnh quá. Ngồi có sao đâu. Trời ơi, con ơi ngon quá ha. Má ăn rau nữa không? Không, giận quá. Rồi, ăn cơm nha. Có cái càng chưa nè? Dạ có rồi. Ngon quá. Ngon. Cái cơm chiên cũng ngon ghê. Miếng ít ô con. Dạ, miếng ít ô hả má? Đây. Thử thôi. Má thử. Cái này sẽ hơi cay một tí. À, vậy thôi con. Dạ. Mình sợ ha. Cái này cũng hơi cay. Ăn được. Từ nè, em sẽ cho một ít số ít ô vào. Hình như phải cho nhiều vô mới nghe. Cái số ít ô này ăn nó sẽ dậy mùi hải sản. Đây. Ủa con ơi, ăn được cái bàn vô mình đó. Cái sợi mì này là sợi mì của Hồng Kông. Ồ, với dạ. Lại là cái sốt khi mà ăn chung á thì con thấy rất là hợp với nhau luôn. Ăn rất là dính. Cái này mọi người ơi. Dạ. Bỏ đũa, bỏ muỗng, bỏ nĩa xuống đi. Nhỏ vô đi. Nhỏ đang gấp cho chị mà chị bị vô nhỏ gấp bỏ. Gấp đúng không má? Cái này. Rồi, rồi vô đi. Rồi vô. 1, 2, 3. Vô. 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 Chăm chăm. Không à. Ôi. 100%. Nó vô bằng thêm sốt luôn. Tại vì con thấy sốt hình như là phải nhiều phải không? Ở đây ngon, ở đây ngon lắm á. Cái nó có một chút vị xả, nó thơm đúng, thơm đúng thơm. Và nó không có bị mặn nha. Đúng. Nó không có bị mặn, có thể ăn nhiều được. Ê, thấy nhà mấy đứa cháu mà nó ăn mì giống má tâm đó. Nó cuốn này nè. Mình để xuống dưới má. Thấy không con? Dạ. Ngon quá. Trời ơi, nói dù mà cua mà không có con cua vẻ được, cái này tôi thích lắm đi nè. Đây, con chào má Quý, một cái càng. Ôi, con ơi, mập lắm đó. Bây giờ cho miếng XO phải không? Đúng rồi. Dạ. Cho má tôi cơm coi. Để ăn ở đây đi. Đây. Nè, đó. Đó. Còn có con đâu, cái dán con đâu đây. Dạ, của con đây. Cũng cho mầm miếng cơm. Dạ. Trời, ấm áp từ mẹ con quá ha. Ôi, trong cơm này là con thấy có gạch cua nữa. Có cua nó xé sẵn, con rất là thích ăn cơm chiên mà có cua xé sẵn nha. Ê, gì mà nói nghe nè. Khi mà cơm mà là cơm chiên đó nha. Cái hộp cơm nó nhỏ xíu à. Nhưng mà con thấy là vị nêm nếm rất là vừa, không có bị mặn. Đúng rồi. Trời ơi. Cơm này có ăn cả ngày được luôn á má. Tại vì ngon quá. Cơm nó chiên vừa phải, nó vừa khô mà nó không khô quá, nó vẫn có cái độ dẻo riêng của cơm. Đúng như má Phụng nói là cái hộp gạo rất là nhỏ, rất là thon. Nhìn hộp gạo rất là đẹp. Nhìn có vẻ là khô đó, nhưng mà ăn như nó không có khô. Với lại có gạch cua nè, có thịt cua, một ít rau củ ít thôi. Thật sự luôn á, là con thấy là cái sốt XO này kết hợp với lại cơm chiên với lại mì đều rất là ngon và rất là quyện với nhau. Nói chung là bữa nay con chọn cho má ăn hai món được rồi đó con. Ngon quá. Ngon hả? Ngon ngon ngon. XO ngon quá. Đúng rồi. Giống như là nó ruốt kìa con. Cơm ngon quá. Ngon. Con nghe đầu bếp nói ở cái món cua này nè, má để ý ăn cái thịt cua trong đây á là cua Cà Mau. Ồ, hèn chi nó dai, bởi vậy mà nó dai là tươi đó. Hôm nay vui quá. Vừa không? Ngon quá. Vui quá má. Mấy giờ ở nhà con hay ăn á, trước khi ăn là mình phải nói chuyện với nhau cho không khí nó vui vẻ. Đúng rồi, con muốn nói gì? Dạ, giờ làm thơ đi má. Thơ gì trời? Mình làm thơ, mình đối đáp với nhau đi. Bây giờ từng dòng người nào dừng lại là bị phạt, sao ăn cua không được đi. Thí dụ như là con nói cái gì rồi má đối lại hả? Dạ. Vậy cái này giống như thử thách rồi. Không, cái này thử thách gì, cái này là coi như là má con mình chơi cho vui thôi. Cái này là má con mình búng tay cái ra liền mà, làm khó gì đâu thử thách. Ai nói búng tay ra liền? Ủa sao vậy má? Suy nghĩ dắt óc chứ bộ. Đâu, để con làm thử nha. Con làm thử đi. Con cua 8 cẳng 2 càng. Tới má, tới má. Con cua 8 cẳng 2 càng, ăn vô thì biết 2 càng. Cái này ngáp thôi, cũng con nha. Thí dụ như là con cua 8 cẳng 2 càng, đố con biết được nó bò. Ý là
tội ngang và giặt đó, nhưng mà còn tội đâu. Con cua tắm cẳng hai càng, ăn vô mới biết cái càng rất ngon. Con cua không ngon, con cua không ngon. Con cua tắm cẳng hai càng, ăn vô mới biết cái càng rất ngon. Ủa, rồi đúng rồi, mới nói sai à. Má bị liệu rồi vậy đó, xong rồi đó. Tại nó đúng là nói là con cua tắm cẳng hai càng, ăn vô mới biết cái càng nó đi đâu. Hiểu không, cái càng đi đâu? Cái càng vô bụng bả đó. Ờ đó, phải nói như vậy. Rồi tới má đó. Con cua tắm cẳng hai càng. Con cua tắm cẳng hai càng. Hai càng tắm cẳng. Nó là con cua. Được không? Thật lý. Được không? Vậy chịu khó lắm. Thôi, con cua tám cẳng hai càng. Xin mời đầu bếp đem hàng ra đây. Lên món, lên món. Hai siêu sao cua Cà Mau của chúng ta đã xuất hiện. Một bên là cua Cà Mau sốt tương đen, và bên kia là cua Cà Mau sốt trứng muối. Ồ, cỏ giữa là bốn ổi mì. Em ơi, cho miếng bơ lạc chứ đường đi cưng. Chị bán cua hả? Thôi bây giờ lột cua cho ăn đi. Bình thường con là đàn ông, con phải làm điều này. Đúng rồi, con làm đi. Dạ, con làm cũng được, nhưng mà cái là con không phải là chuyên gia. À, phải dành cho những người mà có cái chuyên ngành về cái việc lột cua. Con bẻ cành. Nhưng mà ở chỗ mình ai là chuyên gia? Dạ đây là hút gió bên kia mà mất kêu. Ủa vậy hả? Trời ơi, phải gió hay nó ngủ vậy? Con ngủ hả? Trời ơi, nè con gái. Con mới nghe gì vậy? Con mới nghe láng thoáng gì vậy? Chuyên gia. Dạ. Con bại, nhưng mà Khánh nói đúng không luôn? Dạ, tại vì anh Khánh là đề cao con quá đó mấy má. Nhưng mà má thấy cái nét mặt con làm như hãnh diện hay sao? Dạ. Bây giờ cũng được tỏa sáng nè. Bây giờ nếu mà con là chuyên gia ẩm thực, tất nhiên những cái món này con rành hơn đúng không? Đâu nè, có kéo sẵn nè. Làm liền lưu. Dạ. Cho hai má của anh thử một cái càng đi nào. Dạ, trong lúc con làm thì chắc là mời hai má ăn cái salad romaine hải sản trước nha. Dạ. Đó. Cái này con phục vụ cho hai má được. Khoan, để coi cái hai bàn tay của chuyên gia kìa. Đó, gỡ cái mai cua ra. Cho má tôi một cái mai cua đi. Đó. Đó. Để con lấy cái càng cho má nha. Chất lượng nha má. Nhưng mà nói gì nói chứ má vẫn thích ăn cua thịt hơn. Cua gặp đó, ăn một hộp nó sai. Sai gặp đó hả? Sai gặp mà gặp cứng. Thì thôi, bây giờ mình thử ăn salad trước nha má. Rồi. Đây, mời má, mời má, mời má. Cái này mình có bỏ XO vô không ạ? XO đâu rồi, dẹp đâu rồi. Dạ, không, không, cái này mình ăn có nước sốt. XO là ăn với cơm chiên. Được cái ở đây rau á, nó có trộn chung với lại trứng cá, cho nên mình ăn mình sẽ có cảm nhận cái vị sực 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 sực. Ngon quá, ngon quá. Ngon. Ngon. Cái nhà má mình thích ăn rau không? Cũng ăn nhưng mà vừa thôi, con má cũng có ăn rau nhiều. Má vô thích ăn rau không? Má không thích ăn rau nhưng mà rau trộn sốt thì má ăn. Dạ. Chứ mà rau trộn giấm má ăn. Ngon ha. Bữa nay là hai má cảm ơn con, mời hai má tới đây ăn ha. Dạ. Món nào cũng ngon. Trời. Má không hai má. Ủa rồi má cầm tay vậy đó hả? Chứ sao? Ủa mém rớt. Chứ theo Dung thì cầm gì? Cầm nĩa hay cầm muỗng? Cái này hả? Cái này là mình không có cầm được, cái gì mình phải bắt buộc cầm tay rồi kia ơi. Thì rồi vậy. Ủa, ăn luôn hết còn không, không còn cái càng cho nhỏ tụi con tôi hả? Má ăn đi. Tụi con là trải nghiệm thôi. Tụi con cần trải nghiệm của hai má. Ngon quá, thịt cua nó ngọt ngon quá. Dai ngon quá Dung ơi. Ngon không? Tươi không má? Ngon tươi lắm. Thịt ngọt ngon, thịt nó ngọt ghê á. Ngon quá. Nè, cho anh chủ. Ăn thử coi con, ăn trời thử ơi, cảm ơn em. Con thử rồi. Tiêu cay cay ngon quá. Ngọt đó. Sao cua nó thịt nó ngọt ha. Ngon. Tại vì có sự ngọt ngào của con lột đó má. Đó con. Bởi vậy má nói má không thích ăn thịt cua là vậy đó. Bởi vì con ngọt, con lột con gỡ ra rồi phục vụ má. Má cảm ơn con. Mà cái bánh mì mà nó chấm cái nước sốt đó con nghĩ còn đỉnh nữa. Ôi ôi kìa. Wow. Ôi đâu, ơi. Con đâu? Dạ thôi, con ngồi con làm cho máy má ăn sắc. Thôi. Trời ơi, coi nè, Dung. Xuất sắc. Nghề giỏi quá. Của con mà. Bây giờ em ăn một cái đi, anh nhường em. Lấy đi con ơi, rớt vô ly nước em... má. Xà qua xà lại cái mặt tôi vậy đó. Em ăn thử em nói cảm giác của em đi. Ba người nhìn em nói nè. Sao con? Có thấy nó ngọt, chắc thịt.
Với lại là ăn cảm giác mà thích nhất đó, đó chính là khi mà lột ra mà bỏ vào miệng mình nó đầy miệng, ăn rất là thích luôn. Đầy miệng là bỏ nhiều là sao? Cục. Dạ tại vì nó mập quá, nó béo quá. Cục đó chưa đầy đâu em. Đây nè, đây nè. Cái này mới đầy nè đó. Đầy đây nè. Bồ chó bánh mì. Trời ơi. Mình á, mình không thích ăn ớt, mình chỉ thích ăn tiêu, tại vì kêu tiêu nó cay đi. Cay. Cay, cái nó cay ngàn cái gì kiểu đậm. Đậm hơn là ớt thì nó cay, cay nồng, còn tiêu cay đậm. Ngon quá à. Cắm nhỏ nhỏ miếng kìa. À quên. Miếng nó luôn, miếng luôn á. Cùi chỏ luôn nha, cùi chỏ luôn. Dạ. Cùi chỏ luôn nha. Dạ. Cùi chỏ đi. Trời ơi, cái miệng nó kìa nhỏ bé bây, dễ sợ luôn mày. Bánh mì có một chút ngọt. Đúng rồi. Có một chút ngọt ra nó thơm, nhưng mà nó hợp vị. Cái bánh mì này còn phải ăn thử một tí xíu, tại vì phải nói cho khán giả biết không phải là bánh mì bình thường, nhưng mà bánh mì là bánh mì ruột đặc và có một chút bơ, có một chút thơm thơm và có một ít gia vị ngọt ngọt. Đúng rồi, nó ăn ngọt ngọt. Cái bánh mì vỏ của nó rất là ngọt nha con. Cái vỏ bánh mì á nó mỏng mà nó giòn mềm luôn, ngon lắm. Mà ăn thử nè, cái ruột thì không ngọt nhưng mà cái vỏ ở ngoài thì có một đó, xíu ngọt. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi. Đó, tôi thích ăn cái gạch này nè. Đó, đâu. Cái gạch này nãy nói đó. Thích gạch. Ăn rồi má. Thích ăn cái gạch đó. Ăn hết rồi. Cho con để cho má con ăn. Đó. Béo. Gạch này nè. Sao nó say. Cô thịt á. Đó. Đó cái gạch đó nó mới là chất lượng á. Con ăn hết nữa con rồi đó con. Béo. Em chuyển cái dĩa đó qua cho anh. Cái này hả? Dạ. Để lấy cái kia qua cho dạ. Nó làm cái nó gỡ. Đây. Quý vị nha. Chứng kiến là mẹ con tôi ăn hết nha. Không trừ một cái càng nào cả. Món này mới là chất lượng, món này là má thích nhất đúng không? Má nói nhỏ con là má thích đúng không? Má dùng thích, má thích cái kia. Con lộn rồi. Ê nhưng mà nãy con bé này nó trên đây mà giờ mới lột ra thì nó mất. Thì chép bánh mì lên. Chép mì đi, ai chép đi. Sao à, làm nổi đúng không mà. Con? Có nói chứ, được, trời làm được. Cái bé... con này đã ra rồi, con này nhầm nhò cái gì. Em làm mới là vua cua đó. Trời ơi má, nhìn vậy má. Trời ơi. Thôi bây giờ nè, nãy là hai má là hai cái càng rồi. Có hai con cua mà. Bây giờ hai càng nhường cho hai đứa con. Đúng rồi. Đúng rồi. Tại tại cái công con lộn nữa má thử lát con. Lát hai tiếng chân cho con. Cái ngoe, cái ngoe. Ờ cái ngoe. Cảm ơn hai má. Cảm ơn hai má. Ăn đi rồi cho hai má biết ý kiến. Chấm là cái cua này có tập tạ nha. Sốt này. Ê, nước sốt kìa. Thơm quá. Khánh ơi, Khánh ơi, Khánh dạ ơi. Dạ đây. Dạ đây má ơi. Sao con? Béo. Béo. Thơm. Cái lột kinh nghiệm thiệt ta. Đây của con đây. Anh ơi con, lấy cái nĩa này coi cái nước sốt cái muối này sao. Đâu có phô mai với trọng. Chắc có mà. Dạ. Có phô mai nha con. Phô mai trứng muối. À phô mai trứng muối. Với lại là hình như có sữa nữa. Tại con thấy nó béo. Rất là thơm. Má thấy nó béo béo á. Dạ, người nào mà thích ăn béo sẽ rất là thích ăn món này. Má thích ăn béo. Cho em một muỗng sốt đi. Cho em một muỗng sốt. Nhưng mà cái thịt nó rất là chắc nha. Cua Cà Mau mà con. Bởi vì đi đâu xa, ở mình, nước mình cũng có cua ngon vậy. Ủa có gạch xanh nữa nè bà Phụng. Cái gì? Gạch vàng, gạch cam, giờ gạch xanh nữa nè. Gạch này ăn rất là béo. Nó rất là ngon. Cua thịt nè mà. Ăn không? Mình ăn đồ nè. Rưới lên. Tuyệt vời. Chúng ta sẽ ăn thử bánh mì chấm với lại nước sốt. Ủa? Trứng muối. Mình đem cái dĩa muối, muối tiêu chanh ra làm gì ạ? Tại vì biết sao không? Để chấm với cua nhưng mà nó làm vừa ăn quá. Cho nên là mình sẽ chấm luôn. Chấm luôn. Đây là bánh mì đặc ruột. Với lại là bánh mì này là được làm tươi mỗi ngày luôn á má. Thì đó kiểu mì tươi. Con sẽ ăn bánh mì với lại thịt cua. Má không giỡn. Muối tiêu nó rất là ngon. Để con thử. Nó như là... Nó cái chặt. Nó lá lốt thì sao á. Con thử muối tiêu ngộ lắm. À vậy coi. Đúng rồi. Cái vị cái mùi hương nó loang ra nó thơm lắm á. Nó không phải là thơm mùi tiêu không. Không, người ta kêu là tiêu lớp. À tiêu lớp. Dễ hơn. Ngon ha. Ngon, ngon. Ồ, thịt không. Ngon quá. Rồi, tuyệt vời. Ngon. 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 Má Dung, má Dung. Má nghe. Đây, con đút cho má.
Đây là lần đầu tiên mà ăn cua mà rất là ngon, cái món nào cũng ngon hết. Đấy là mà hai cái món là tại vì tùy khẩu vị thôi, má thì má thích ăn cua mà sốt muối này hơn. Dạ. Má thì má thích ăn kêu kêu. Thiệt lòng mình nói ăn là mình nói thiệt lòng. Đúng thật rồi. Sự. Đúng rồi. Như như con, thiệt lòng của con là con cũng giống như hai má, con ít ăn cua lắm tại vì thứ nhất là nó cứng. Đó. Nó khó ăn. Đó. Nhưng mà ai lột giùm thì ăn, cho nên là con rất là thích cái món cơm chiên cua. Ừ. À. Tại vì nó làm tạm bằng làm cái càng không, mình thử mình có thịt mình dễ ăn, khỏi bẻ gì hết cho mình. Dạ. Nhưng mà phải nói là cua ở đây cũng rất là tươi, thịt rất là chắc. Chất ngon. Chất lượng. Chất lượng. Hai cái sốt này cũng là hai loại sốt best seller ở đây luôn. Vậy dạ. Và ngoài hai sốt này ra thì ở đây còn rất là nhiều sốt khác nữa. Tại vì con đã thử qua rất là nhiều sốt ở đây rồi. Ồ. Cũng rất là ngon. Không, nói chung là hôm nay mình tới đây là đúng hả? Đúng. Đúng địa chỉ luôn. Đúng rồi. Biết ăn hạnh phúc. Rất là hạnh phúc. Đúng rồi. Ăn xong cái mặt người nào cũng hạnh phúc. Tươi luôn. Rất là hạnh phúc thưa quý vị. Rất cảm ơn hai má đã có mặt ngày hôm nay, đã cùng chung vui với tụi con. Hôm nay con nhìn hai má ăn tự nhiên con muốn về nhà quá. Thiệt? Nhớ mẹ con. Muốn mua con cua về cho mẹ ăn liền. Tại mẹ con cũng thích ăn cua mà phải có người lột như vậy. Thôi bây giờ chắc là mình là xin hai má chụp lại một tấm hình kỷ niệm đi. Đúng rồi, kỷ niệm được. Có một thông lệ quán con. Sao? Là phải chụp một tấm hình kỷ niệm. À. Dạ. Tôi xin mời má chụp hình nè. Con chụp ba người phụ nữ thôi nha. Ok, chụp kia nó chụp. Dạ. Rồi, dễ thương quá. Hai ba. Đẹp chưa? Đó, dễ thương. Và cái màu má nhìn thấy nó sáng sáng, nhìn nó giống như hình kiểu hình ngày xưa á má. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ, theo thông lệ là cho con xin mỗi người một cái chữ ký để con lưu lại quán con. Dạ, con mời má Dung đây. Má ký lên lưng con đi. Đừng có nhúc nhích. Con nhúc nhích tới tàn cái viết xuống lưng con. Con sợ. Đó. À, rồi, má Phụng bên kia. Đó, dễ thương. Hai thực khách của tôi nha quý vị. Rất cảm ơn hai má đã ngày hôm nay đến với quán hạnh phúc của tụi con, gửi đến những lời tốt đẹp và sức khỏe cũng như là may mắn đến hai má. Rất cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi, quan tâm và yêu thương chương trình Quán ăn hạnh phúc của chúng em. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Rất cảm ơn nhà hàng Vua Cua đã tài trợ bữa ăn đặc biệt và ngon ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.